nay mình đi sinh hoạt cũng đông ha. Mỗi tuần chúng ta đi sinh hoạt cũng đồng nghĩa là chúng ta đang gieo duyên lành cho chính mình. Gieo nhân lành thì nó sẽ lên cây lành và trái lành. Cho nên mình cứ mỗi tuần chủ nhật tụi con ráng tranh thủ một ít thời gian về chùa. Thứ nhất là tụi con được lễ Phật, tụng kinh, rồi được sinh hoạt cùng các bạn trong chùa, trong môi trường lành, thiện. Thì đó là những cái nhân tốt thì tụi con cần nên duy trì ha. Tại vì trong cuộc sống của mình, hàng ngày mình cũng tạo tác, gây tạo nhiều việc, thiện có, ác có, lành có, dữ có, đúng không? Thì mình mỗi tuần mình đi về chùa để mình tạo chút duyên lành cho mình ha. Rồi, hôm nay cô sẽ chia sẻ với tụi con một ít về kiến thức Phật Pháp. Lần trước cô Thuần có hướng dẫn rồi, giờ cô Thuần hỏi lại thử vài câu coi tụi con còn nhớ không nha. Bạn nào nhớ thì giơ tay nha, cô Thuần phát thưởng nha. Nhất là những bạn nhỏ nè. Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi xuất gia tu hành là ai? Tên là gì đó? Cha tên gì? Mẹ tên gì? Không? Và trước khi Ngài đi tu thì Ngài có gia đình, có vợ, có con, rồi có gì kế, đúng không? Những cái tên đó tụi con không thể không biết được. Giờ bạn nào giơ tay nào, cô Hồng tìm nhân tố mới nào. Thứ nhất là Ngài là ai trong xã hội? Ngài sinh thời là ai? À, cha tên gì? Mẹ tên gì? Lúc chưa đi tu thì vợ tên gì? Con tên gì? Dì kế tên gì? Rồi bạn nào biết nào? Bạn nào biết thì cứ mạnh dạn giơ tay, mình phải tập dạn dĩ lên. Ai nào, bạn nào mới không? Có bạn nào mới không? Cái này dễ mà. Ai biết? Rồi cô Thuần mời Tâm Hữu Dũng nào. Mô Phật cho cô là trước khi Phật Thích Ca thành cô Hành Tạo thì Đức Phật thì Ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa, có cha là vua Tịnh Phạn, có mẹ là công là Hoàng Hoàng Mẫu, có mẹ là Hoàng Mẫu. Cha là vua Tịnh Phạn đúng. Tên của Ngài là Thái Tử Tất Đạt Đa đúng. Rồi mẹ là Hoàng Mẫu gì? Mẹ là Hoàng Mẫu Ma Gia. Đúng. Rồi gì kế? Rồi Thái Tử Tất Đạt Đa có gì kế là gì Ba Ba Xà Ba Đề. Rồi có vợ là công chúa Yên Vua Đà La, có con là La Hầu La. Đúng. Rồi giờ cho cô hỏi thêm con nữa nha, là Ngài ở nước nào? Mô Phật thưa cô là Ngài ở nước Việt Nam phải không? Nước Ấn Độ. Nước Ấn Độ. Rồi Ngài sanh ra ở đâu? Mô Phật là Ngài sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ. Rồi cho Tâm Hữu Dũng chào tay các bạn. Rồi hưởng cho Tâm Hữu Dũng. Rồi đây là bạn có học bài ha. Giờ cô Thuần hỏi câu nữa này nha, coi ai biết nha. Ai là người khai sáng ra đạo Phật? Giơ tay lên, ai biết thì giơ tay lên nào. Ai là người khai sáng ra đạo Phật giơ tay nào? Nhân tố mới đâu, biết thì giơ tay lên. Rồi cô Thuần mời Chánh Thanh nào. Thanh mở khẩu trang ra. Nhân tố mới, mở khẩu trang ra nha. Ai là người khai sáng ra đạo Phật? Rồi nha, cô Thuần hỏi tiếp nha. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền bao nhiêu ngày đêm ở đâu? Và Ngài thuyết pháp độ sanh sau khi thành Phật bao nhiêu năm? Và Ngài ở đời á, thọ đời bao nhiêu năm? Tức là sống đến bao nhiêu tuổi thì Ngài viên tịch á, Ngài thị tịch á, ai biết? Nhân tố mới nào? Thiên Bằng biết không?
Nhưng mà không biết hả? Biết không? Biết thì giơ tay lên. Không biết. Nhưng tôi mới của cô còn đâu. Hả? Tiếng biết luôn hả? Biết thiệt không? Biết thiệt hay là nghe nhắc nhắc tường? Hả? Rồi đâu cô Thường mời thử bạn này coi. Cô Thường mời coi con pháp danh gì? Kịp đúng không? Rồi giờ cô Thường hỏi thử nha. Bài pháp đầu tiên Đức Phật nói tên là gì? Nội dung ra sao? Nói với ai? Nói ở đâu? Rồi cô Thường mời Minh nào. Rồi hôm nay chúng ta học thêm một ít nữa về lịch sử ha. Thì bây giờ bạn nào cho cô biết chưa học nhưng mà bạn nào viết lại rất là giỏi luôn ha, cô thử nha. Cô thử nha. Nghe nha, các bạn nghe nha. Nghe kỹ nè. Sau khi Đức Thế Tôn, Đức Phật đó, đã thành đạo rồi thì Ngài có độ cho cha mẹ của mình tu hành hay không? Bạn nào biết? Có không? Các bạn nào biết không? Có hay là không? Có hay là không? Bạn nào biết nào? Rồi cô Hường mời Diệu Lan ra. Dạ mô Phật thưa cô là không. Câu của bạn Diệu Lan không chính xác. Thì không thì là có thôi, đúng không? Nên thôi cô chỉ chọn một người thôi, đúng không? Tức là sau khi Ngài tu thành đạo, Ngài quay trở về hoàng cung độ cho cha mẹ quy y Tam Bảo. Đó, tụi con nhớ nha, yếu tố này là có chứ không phải là không. Được chưa? Nhớ chưa nào? Rồi bây giờ cô còn hỏi thêm câu đó nha. Lục độ là gì?
cô có dạy rồi luôn. Lục độ là gì? Này có nghĩa là mình vừa học với nhau mà mình vừa ôn, ôn bài luôn. Lục độ là gì rồi? Cô thường mời Chánh Tâm Kiên nè. Thiền định đổ cái gì? Bạn nào biết? Bạn nào biết câu thưởng nè. Thiền định đổ gì nào? Thiền định là mình tĩnh tâm, mình ngồi tọa thiền tĩnh tâm thì nó sẽ đổ cái sự gì? Tán loạn, loạn động á, không? Định thì nó sẽ ngược lại với kia là tán loạn. Rồi tụi con nhớ nha, cô Hường đọc lại nè, tụi con học bài tại lớp làm sao trả bài có thưởng nè. Lục độ vạn hạnh gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí là độ sang tham, tức là bố thí là mình tập cho đi, mình mở rộng cõi lòng, mình thấy người này nghèo, người kia khổ, mình có cái gì đó mình cho ra, mình cho đi, tức là mình hạn chế, mình bớt đi cái lòng sang tham bỏng sẻn của mình, là bố thí độ sang tham.
trì giới độ phá giới, tức là mình giữ gìn năm giới của mình họ đó, thì mình sẽ không có phá, không có phạm năm giới đó, thì bố thì giữ giới độ phá giới, được chưa? Bố thí trì giới nhẫn nhục, nhẫn nhục là nhẫn nhịn, thì mình độ sân, sân giận. Nếu mình ngày nào đó mình không có nhẫn được thì mình sẽ bực bội sân giận, đúng không? La lối, đúng không? Còn nếu như mà lúc đó mình nhẫn được thì mình sẽ không có những cái trạng thái đó, đúng không? Bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn. Tinh tấn độ gì? Tinh tấn có nghĩa tiếng Việt của mình là siêng năng. Siêng năng thì độ gì? Lười biếng. Đó, nhưng mà chữ Hán của nó là tinh tấn độ giải đãi. Giải đãi gọi là lười biếng nha. Rồi, cái gì nữa? Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, thiền định độ tán loạn, trí tuệ độ ngu si. Thì khi nào mình có trí tuệ hiện hành á thì cái sự ngu si ngu dốt của mình nó biến mất. Mà khi mà trí tuệ nó bị lu mờ thì cái sự ngu si, cái sự mê mờ nó hiện diện. Tức là nó sẽ có một trong hai. Mà khi cái này mà phát triển thì cái kia nó bị vụt tắt. Ví dụ như trong một cái phòng tối, khi tụi con đem ngọn đèn vô thì cái phòng sẽ sáng lên, thì ánh tối sẽ, cái bóng tối sẽ mất đi nha. Là trí tuệ độ ngu si, được chưa? Rồi tụi con về nhà học lục độ vạn hạnh nha. Lần sau cô còn hỏi nha. Lục là sáu, sáu độ. Thì đối với Bồ Tát á, khi mà tu mà thành được Bồ Tát á là phải tu qua lục độ, nhớ ha, được chưa? Tụi con nhớ nha. Còn đối với mà thanh văn á thì tu tứ diệu đế, được chưa? Tụi con phải nhớ những cái mốc này nha. Thanh văn là gồm có Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán á, bốn quả vị đó là tu tứ diệu đế. Còn tu mà để thành Bồ Tát là phải tu lục độ. Mấy cái này là những cái kiến thức Phật pháp căn bản tụi con học trước. Thì sau này tụi con đi thi giáo lý, tụi con gặp những câu này tụi con không thấy lạ nữa, rất là dễ luôn, đúng không? Rồi, mỗi ngày mình gieo một chút Phật pháp vào trong tâm của mình, để mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng phát triển ha. Mỗi ngày mình gieo một chút cũng giống như là tụi con tích góp vậy đó, gọi là góp gió thành bão ha. Cho nên là mình gieo duyên lành từng ngày một nha. Rồi bây giờ mình cùng chắp tay hồi hướng với cô nha. Trước khi hồi hướng á, thì cái này không biết là sư phụ cho hay là quý cô cho nữa, có cho gia đình Phật tử Bảo Hải mình vui Trung Thu bằng bánh bía nè, mà cô không biết là có đủ không, thì mời anh Chánh Trung lên đây phát cho các bạn Trung Thu bằng một cái bánh bía mà cô vừa nói nghe nha. Bánh này rất là ngon luôn á, cô vừa cũng rất là thích luôn, cho nên tụi con cũng sẽ được ăn bánh ngon nha. Rồi Chánh Trung con phát cho mỗi bạn một cái đi, mà cô không biết cái này là thầy cho hay biết cô cho nữa, mà nãy cô Trung đem lên á. Rồi cái này là vui Trung Thu với quý thầy quý cô ha. Rồi con phát đi mỗi bạn một cái. Tụi con đi sinh hoạt tụi con thấy sướng không? Tụi con được ăn sữa chua nè, tụi con được ăn bánh nè, tụi con được ăn bánh Trung Thu nè, rồi tụi con được lạy Phật nè, được học một chút Phật pháp nè, rồi được đến chùa nè. Đó là một cái duyên lành tụi con cố gắng nha. Rồi phát cho chú Trung luôn, mỗi người được cái nha.